Thanh Hùng for Soul đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Tiếp đó Newcastle trên sân nhà, Tottenham Hotspur tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên Chichua với một đội hình vắng nhiều trụ cột bị chấn thương cũng đã khá vững vàng trong việc chống đỡ. Newcastle còn là đội mở từ tỷ số trước nhờ. Tuy nhiên bàn thua đó dường như là sự chọc giận với Tottenham Hotspur. Sau đó gà trống liên tục dồn ép và nhấn chìm Chichua cho đến khi họ ghi được bàn thắng thứ 5. Các bàn thắng đến nhờ công của Ben Davies, Doherty, Sonny Min, Emerson và Tavai. 3 điểm trên sân nhà giúp đội bóng thành London chen chân vào top 4. Họ có cùng 54 điểm như Arsenal nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Tuy nhiên Spurs đã chơi nhiều hơn kình địch cùng thành phố của mình 2 trận. Ở trận đấu còn lại, West Ham đã có được chiến thắng 2-1 trước Everton. Tiếp đó Sevilla, Barcelona có trận thắng xứng đáng khi tạo ra thế trận lấn lướt hơn đối thủ. Đội bóng của Xavi cầm bóng 54%, tung ra 19 cú dứt điểm, cao hơn gấp 2 lần so với đối thủ. Trong hiệp 1, Barcelona được nhường thế trận và liên tục gây sóng gió cho khung thành của Sevilla. Hàng thủ nhiều lớp của Sevilla chơi đầy cố gắng nhưng rồi cũng bị khuất phục trước pha xử lý của Pedri ở phút 72. Khoảnh khắc tỏa sang của Pedri giúp Barcelona có được 3 điểm cực kỳ vui giá. Qua đó cũng chiếm luôn vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của chính Sevilla. Khi hai đội có cùng 54 điểm nhưng Barcelona xếp trên nhờ thành tích đối đầu. Lần đầu tiên kể từ năm 2012, Inter mới lại được hưởng niềm vui khi đánh bại Juventus trên sân khách tại Serie A. Trận derby Italia diễn ra vô cùng căng thẳng từ đầu đến cuối và được định đoạt bằng một quả phạt đền ở phút 44. Cú sút của Hakan Çalhanoğlu không thắng được Chesney, nhưng bóng vẫn được đưa vào lưới sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Juventus. Sức ép được Juventus duy trì trong hiệp 2, tuy nhiên hàng thủ của Inter kịp lấy lại sự tập trung để đứng vững cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Juventus đứt mạch 16 trận bất bại tại Serie A và dậm chân ở vị trí thứ 4 với 59 điểm. Dusan Vlahovic cùng các đồng đội còn hơn Roma chỉ có 5 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn 7 vòng. Một số kết quả đáng chú ý khác: Atalanta được thua 1-3 trước Napoli, Udinese giành chiến thắng đậm đà 5-1 trước Cagliari. Ở cuộc tiếp đón Logan trên sân nhà, đây là lần đầu tiên mùa này bộ ba Messi, Mbappe và Neymar ghi bàn trong cùng một trận đấu. Mbappe chơi nổi bật với 2 bàn thắng cùng 3 kiến tạo, để Neymar ghi một cú đúp và Messi ghi một bàn. Logan chơi với đội hình thấp nhưng hàng thủ của đội khách lại lung túng trước những tình huống tấn công trực diện từ PSG. Chiến thắng trên sân nhà giúp cho PSG tái lập khoảng cách 12 điểm với đội xếp thứ hai là Marseille. Barcelona đã chốt mọi thỏa thuận tài trợ với Spotify từ giữa tháng trước, tuy nhiên giao kèo vừa được chính thức thông qua sau cuộc họp hội đồng diễn ra vào ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương. Theo báo cáo của Barcelona, trong cuộc họp này có 906 hội viên tham dự. Trong số này, 625 người đã bỏ phiếu đồng ý thông qua hợp đồng với Spotify, 49 người bỏ phiếu chống và 27 người bỏ phiếu trắng. Với số phiếu áp đảo, Barcelona đã chính thức bắt tay hợp tác với dịch vụ cung cấp âm nhạc kỹ thuật nổi tiếng nhất thế giới này. Giao kèo giữa hai bên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Theo Sport, trong 4 năm đầu tiên, tính từ mùa giải 2022-2023, Barcelona sẽ nhận được 57,5 triệu euro cộng với 2,5 triệu euro miễn phí tài trợ áo đấu chính của đội nam và nữ. Tổng cộng, Barcelona sẽ thu về 240 triệu euro trong vòng 4 năm. Mới đây, huấn luyện viên Luis Van Gaal thông báo ông đang chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Mỗi khi tôi làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan, tôi thường chờ đến đêm để đến bệnh viện. Đến nay, các cầu thủ vẫn không hề phát hiện ra điều này. Tôi nghĩ mình vẫn khỏe mạnh, nhưng thực ra không phải vậy. Luis Van Gaal chia sẻ trong một chương trình Humberto của Hà Lan. Theo cựu huấn luyện viên của Man United, ông đã phải trải qua 25 lần xạ trị. Trên mạng xã hội, các diễn đàn người hâm mộ Man United, Man City, Barcelona đều gửi lời động viên và chúc sức khỏe đến huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Hà Lan.